Kính nó vỡ hết rồi. Có cần cái ông người trôi ra ngoài rồi. Sao nó vào hết cái cửa kính rồi. Không cầu lên đây. À người là phải xuống lại xuống ngoài người rồi nữa. Xe Accent, Hyundai Accent. Hyundai Accent một đỏ. Xài nước rồi. Lại chìm luôn. Cái bạn lấy hàng rồi là gì? Là gì em? Hàng gì nhỉ? Em có nhầm, anh gọi cho nhầm cho ai không đấy? Không, anh Hải Dương. Xúc, lọ đã nhầm, nay lại nhầm. Thank you.